Cục Quản lý Nhà nước về Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng Trung Quốc SASTIND cho biết, nước này sẽ tiến hành thăm dò hai cực của mặt trăng vào nửa cuối năm sau. Chuyến thăm dò sẽ được triển khai bằng tàu hàng Nga năm. Đây sẽ là lần đầu tiên tàu thăm dò đổ bộ lên mặt trăng, thu thập các mẫu đất đá và mang trở về trái đất. Trước đó, Trung Quốc đã tiến hành thăm dò mặt trăng lần đầu vào năm 2007 với tàu hàng Nga 1, sau đó là đến tàu 2013. Hàng Nga 3 là tàu đầu tiên của nước này lắp lên mặt trăng. Thăm dò mặt trăng là vô tận. Các cường quốc vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh thăm dò trong khi Trung Quốc lại cũng đã có một số thành tựu trong hoạt động này. Và hàng Nga năm sẽ hoàn thành bước đi thứ ba, bao gồm hạ cánh, thu thập và trở về. Trung Quốc còn có tham vọng sẽ là nước đầu tiên hạ cánh thăm dò ở vùng xa của mặt trăng vào năm 2018. Nhiệm vụ này được giao cho hàng Nga 4, một phiên bản nâng cấp so với hàng Nga 3.